mọi người, quay trở lại kênh YouTube của Alpha Koto. Thì vẫn chưa kết thúc series review laptop gaming đến từ MSI. Vì năm nay MSI cho ra mắt quá nhiều các sản phẩm chất lượng, lại là một mẫu laptop gaming tầm trung với mức giá chỉ hơn 33 triệu đồng. Chúng ta sẽ có MSI Pro GL76. Theo mình thấy thì với các laptop gaming, nếu như mà các bạn chọn mua mà vừa muốn hiệu năng ổn định chơi được game nhưng cũng muốn sử dụng kèm thêm các tác vụ đồ họa khác thì mức giá nên dao động khoảng hơn 30 triệu đồng thì sẽ là hợp lý nhất. Và để cân bằng giữa hiệu suất chơi game cũng như là khả năng làm việc thì GL76 hoàn toàn có thể đáp ứng được với cấu hình là Intel Core i7-11800H, 16GB RAM nhưng có thể nâng cấp tối đa 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050 Ti. Nhìn qua về thông số thì hãng cũng cho biết là hiệu năng của GL76 cao hơn 40% so với các thế hệ trước. Thì bây giờ chúng ta hãy test qua một vài tựa game để trải nghiệm hiệu năng nhé. Yếu tố tản nhiệt thì luôn là thứ mà các bạn quan tâm khi mà laptop gaming hoạt động hết công suất, và GL76 cũng không hề ngoại lệ một chút nào cả. Trong quá trình hoạt động thì cả CPU lẫn GPU của máy đều tỏa nhiệt, thế nhưng mà nhiệt độ cũng chỉ loanh quanh khoảng hơn 70 độ C. Các bạn cũng có thể thấy được nhiệt độ qua phần test game. Nhiệt độ này thì khá là mát, phần nhiệt ở bàn phím cũng chỉ rơi vào khoảng hơn 30, cao nhất là tầm 46 độ, thế nên là các bạn có thể thoải mái và yên tâm sử dụng trong một thời gian dài nhé. Phần màn hình chính là điểm nhấn chính của năm nay trên em GL76 này, được trang bị màn hình kích thước lớn nhất 17,3 inch Full HD tấm nền IPS cùng phần viền màn hình mỏng hơn 5% so với thế hệ tiền nhiệm, thế là sẽ cho các bạn một góc nhìn siêu rộng. Màu sắc của màn hình này cũng hợp để dùng để chỉnh ảnh hay là thiết kế cơ bản, vì độ bao phủ màu rộng này, tương phản sâu cũng như là độ sai lệch màu sắc ít. Chúng ta sẽ có là 96% sRGB, 71% Adobe RGB, 73% DCI-B3 và Delta E là 1.61. Còn về trải nghiệm chơi game với tần số quét lên đến là 144Hz, thì không chỉ mượt mà với các tựa game FPS, thậm chí khi các bạn thực hiện các thao tác cơ bản thì với tần số quét cao cũng sẽ khiến cho mọi thứ trơn tru nhanh chóng hơn rất là nhiều. Còn về phần thiết kế thì ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn vào GL76 thì mình đã nghĩ đây chắc sẽ là một mẫu laptop to, nặng và hầm hố. Thế nhưng thiết kế thì rất là mạnh mẽ, đậm chất gaming này, mặc dù to vì màn hình lớn thế nhưng mà không hề nặng một chút nào cả so với một mẫu laptop gaming. Phần thân máy mỏng với cân nặng khoảng 2,65kg. Theo chia sẻ từ MSI thì cảm hứng cho thiết kế của MSI Pro GL76 thì được lấy từ bộ giáp của chiến binh diệt rồng với tên gọi là Dragon Slayer. Mặt trước của máy thì giống như một bộ áo giáp với những đường chéo đan xen, tạo cảm giác như là được lắp ráp như một con robot ghép lại với nhau, thì kết hợp với đó là lớp sơn màu bạc cực kỳ bắt mắt. Về mức độ hoàn thiện thì mặc dù phần vỏ bên ngoài của máy được làm từ nhựa nhưng mà ở chiếu nghỉ tay hay là khung phím thì đều có độ chắc chắn nhất định. Phần nắp lưng nhựa của GL76 cũng được phủ một lớp nhám sờ rất là thích, hạn chế bám vân tay nhất có thể. Ngoài ra thì bản lề của máy được làm từ nhôm để có thể gánh được phần màn hình 17,3 inch không hề nhẹ. Phần bản lề này các bạn có thể mở ra được một tay và mở ra là 180 độ. Sườn dưới bàn phím thì đèn LED ẩn dưới bàn phím dường như là một điều không thể thiếu với các dòng laptop của MSI. Ở đây thì các bạn có thể bật tắt theo nhu cầu sử dụng thông qua phần mềm là Mystic Light trong MSI Center. Phần touchpad thì được làm hơi lệch về phía bên trái, tạo không gian cho chiếu nghỉ tay bên phải rộng hơn. Điều này thì sẽ giúp hạn chế tình trạng ấn hay là đè nhầm vào phím khi mà các bạn đang chơi game. Phần touchpad cũng được thiết kế cách điệu với các đường cắt rất là hợp với thiết kế tổng thể máy. Vì là laptop gaming thì tần suất sử dụng chuột cũng ít, thế nên là chất lượng của touchpad cũng không quá quan trọng để mình phải lưu tâm đến. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có là cổng nguồn này, 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45 và 1 jack audio
combo. Tổng kết lại thì có thể nói MSI Pro GL76 là một trong những mẫu laptop gaming với nhiều cải tiến về thiết kế và hiệu năng. Nếu như đây là một mẫu laptop các bạn đang chờ đợi thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.